Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách cắt lít giấy đối với các dòng máy in đề bàn của hãng Godex. Thì nó sẽ bao gồm các dòng máy in G500, G530 hay là các dòng EZ, thì có EZ520, 520+, EZ530, EZ530+. Thì mọi người có thể làm các dòng máy này, mọi người có thể làm theo các bước mà em hướng dẫn sau. Thì trước tiên, khi nào mình cần cắt lít giấy thì đó là khi mọi người cứ thay một cuộn giấy mới mà nó có kích thước khác với cuộn giấy cũ mình đang sử dụng, hoặc là mọi người mua cái máy mới về thì mọi người có thể là cắt lít giấy để cho máy nó hiểu cái giấy mình đang sử dụng, hoặc là lúc mà mình đang sử dụng giấy mà máy nó báo lỗi đỏ hoặc là nó không hiểu giấy. Các bước thì mọi người hãy thử cái cắt lít này để xem có giải quyết được vấn đề của mình không, rồi mình có thể là thử các bước khác ha. Thì các bước thao tác thì mọi người hãy làm theo giúp em. Thì đầu tiên thì mình sẽ máy nó đang báo đèn đỏ hoặc là đang sáng đèn thì mọi người cần tắt nguồn máy đi. Để tắt nguồn máy thì phía sau lưng máy có công tắc ở đây, mọi người lưu ý cho em á, mọi người chỉ cần tắt nguồn nó đi. Ok, như vậy là xong ha. Rồi tiếp theo bước thứ hai thì trên máy nó sẽ có nút fit và hai đèn led hiển thị trạng thái. Thì đối với các dòng máy G500, G530 thì nó sẽ có hai đèn, còn đối với các dòng EZ520, 530 hay là EZ520 20+, 530+ thì nó chỉ có một đèn thôi. Nhưng cách này cũng sẽ làm tương tự với các dòng máy à. Mình sẽ nhấn giữ nút fit, một tay nhấn giữ nút fit, một tay mình sẽ bật công tắc máy ở phía sau lên. Tay trước này mình vẫn nhấn giữ, đợi lúc nào cái đèn ra đi ở phía sau này nó chuyển sang màu cam thì mình thả tay ra. Đối với các dòng máy EZ520 hoặc là 530 thì mình chỉ có một đèn, thì mọi người cũng đợi cái đèn đó nó sẽ sáng sang màu cam thì mình thả tay ha. Giờ hiện tại đèn này nó đang màu đỏ này, đèn ra đi màu cam rồi, hai đèn màu cam mình thả tay. Trong thời giấy nó sẽ chạy ra khoảng tầm 3 tờ giấy ha, 2 đến 3 tờ. Thì để cho máy đọc cổ giấy, thì sau khi nó chạy ra đến đó, ngay cái vị trí gác trẻ, mọi người có thể thấy ha. Thì máy là hiệu giấy, mọi người có thể test lại một cách nữa bằng cách đó là mình nhấn nút fit, nhấn nhạc thôi nhé. Xem giấy nó có chạy ra không, nó chạy thành ra đúng một tờ. Và trên đèn trên máy nó vẫn ra đi màu xanh, nó không có sáng chuyển sang màu đỏ là báo lỗi, nó vẫn đang là màu cam ha. Thì coi như là máy nó đã cắt lít hoàn thành và sử dụng được. Thì hy vọng những bước trên có thể giúp ích được cho mọi người để có thể là vận hành và sử dụng được chiếc máy tốt hơn. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và subscribe. Thì nếu mọi người cần bất kỳ thông tin gì hoặc cần hỗ trợ thêm, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Mà Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavat.com. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.